chú lọc cho con này chéo vào kia thì là nó được hết sự chú lọc. Lúc cả tô nhá. Hai cái, một cái đây. Và cô. Thế nào nó phải có cái thẩm mỹ. Có thể có thể đây là phở ngô, phở khô ở Bắc Sơn. Đấy, buổi sáng ăn bát này. Sáng ăn bát rồi, bây giờ ăn bát nữa. Ăn bát nữa, sáng ăn hai bát. Lai chim hả chú? Thật chim. Lai chim. Tối là bát nữa. Bằng này, ấy. Mi mi. Bằng chú nếp rồi. Đây, ngó mặt vào đây, ngó vào đây. Đấy, mi mi đây. Răng xuống nhè răng cái xe nào nhè răng ra bác ơi. Chú Dương nhìn chú Dương mày làm cho tôi cái tháng ra chỉ được 1 triệu. Nhưng mà có lần nó gửi cái cao nhất để chú được bao nhiêu cài đặt lấy tiền cục cài lấy tiền cục à thì khoảng gửi cái phát rồi. Đây là phở gì? Hôm nào cháu tạo kênh. Phở khô á, phở khô ở phở này thì có mà ăn mai. Đây. Hà Nội có cái phở này không? Bắc Sơn, Lạng Sơn mình có phở này. Để cho chú ăn. Trời ơi, tôi vui đang ở trên này không phải thế. Bắc Sơn mới có loại phở này này, đấy. Ăn bát này lo đến tối, không phải để ăn sáng nha. Này. Ăn sáng. Chú Dương ăn đi để con thử. Sang đây ăn thử miếng. Ăn miếng cho nó vui không? Đây là cháu Mimi chuẩn bị lên lớp 1. Mai bắt đầu đi học vào lớp 1. Kệ, lại thế nó mới vui. Tí chú lại đổ cho bác ở đây đấy. Đây là thử thách ăn bát ở đây của chú Dương đấy. Ờ. Đúng thử thách đấy. Chanh đấy, đây là chanh nhá. Chùa đấy. Có gà này. Ôi dồi ôi, nhiều quá. Thử ngay bắp ở đây Bắc Sơn. Hôm nào thu âm bài hát đi. Hôm nào không là cháu vào. Tối lại ở nhà thôi. Dạo này thu âm ok lắm rồi. Không ngon thì em thấy là cô đừng nói ở đây. Nói nó thu vào đây. Đừng nói nó thu âm ở đây. Đứng. Ai đi vào? Đây kệ nó ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây nhỉ? Mi ngồi để hỗ trợ chú ăn thêm bát phở. Cảm ăn mấy phút mới hết nha. Cái này gọi là cà khô ở Bắc Sơn Lạng Sơn luôn. Ăn sáng chỉ ăn đồ khô thôi, không có phở tươi, không có tươi như Hà Nội. Mimi ăn miếng nhá.
anh mà. Đây là ông chủ phở đấy, ông đi rồi. Dài khởi dài lên lên mặt tí cho nó có mặt. Thằng này đang xấu này. Con ông chủ phở. Đây con ông chủ bán phở. Phở khô bắp trơn. Phở gà này. Con ai? Ừ. Chả con ông chủ, con ông nào? Chưa hiểu được từ ông chủ là thế nào. Là mấy xe này? Hơn 8 phút ăn xong bát phở to vĩ đại. Ừ, hết. Đây. À, có cô gái xinh xinh cũng đang ngồi ăn nhỉ. Đấy. Ôi.